hello quang dương muốn cho cả nhà hôm nay thời tiết trời ngoài rất là đẹp cả nhà nguyên một bữa nay không có nắng gì hết mà cũng không có mưa toàn là mây cũng là một ngày rất là đẹp để làm những cái việc ở ngoài giống như là ở trong ca Ở ngoài ca ở ngoài lều hoặc là làm xe ở ngoài bất cứ gì ở ngoài hôm nay quang dương cho cả nhà xem uh, cái bộ hình dáng uh, ca mình gọi là ca sự là một cái liều tre lớn à, 20 feet tới 10 feet dài 20 feet bề ngang 20 feet mà bữa nay là Quang Dương muốn cho cả nhà thấy là mình mới build thêm extend nó ra làm nó dài rộng ra dài ra thêm 10 feet nữa là bây giờ nó cái 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 canopy này nó thành 30 feet rồi dài 30 feet mà bề ngang 10 feet thì cũng có coi như là cũng dài rộng thêm chỗ cho mình làm việc thì trong đây thì Quang Dương có những những cái đồ mà quang dương làm việc nè xe của mình cũng để trong đây những cái đồ mình làm nè đó thì không có muốn quang dương không có muốn show nhiều lắm tại vì nếu các bạn muốn coi quang dương làm cái cách làm cái cái khe này như thế nào thì quang dương cũng có một cái video để chỉ các bạn làm sao mà ban đầu từ đã ban đầu mà làm cái khe này nó như như thế này cần cái gì cái gì để mà làm nó nhưng mà hình như cái video của quang dương là nó toàn tiếng anh thôi nha nếu cái nhà không có ngại thì cái nhà vô coi thì cũng được nhưng mà cái video đó thì quang dương sẽ cho cái nhà chỉ tất cả mọi người biết làm sao mà 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 mình hoàn thành nó mình build nó thành công như thế này thì nó như thế này cũng chưa chưa phải gọi là thành công nữa tại vì nó nó không có được hoàn hảo chẳng hạn như là cái nhà này nó không phải là cái gara rồi nó chỉ là một cái lều thôi mà mình ráng làm sao đó, mình cột nó làm sao đó, cho nó cho nó bằng đều và nó không có bị nước giọt vô rồi mưa nó bão nó không có thổi đi mất thì mình phải làm thật là chắc thì là cứng đó thì trong video quang dương cũng nói rõ ràng hết luôn rồi Um, quang dương mới thay luôn cái tấm trước chứ để luôn một cái tấm để mà mình để đồ nghề nè cái này là gọi là cái feet bo đó để mình móc đồ nghề đó thì mình cũng phải che tất cả luôn à, che tất cả đồ nghề để mưa nó khỏi vô nó dột nó hư nó xét đồ nghề mình thì như vậy đó thì mấy bữa giờ quang dương mới gắn cái tấm lớn ở đằng trước đây nè thì mình có thể dây điện hay đèn mình có thể gắn trong đây được hết á không có gì cái đó là no problem không có gì phải lo đó coi như trong đây là quang dương tối là cũng làm việc như thường thôi à, thì uh, mấy bữa giờ thì quang dương gắn thêm cái liệu bên đây cái mấy cái liệu bên đây á, thì gắn từ lâu lắm rồi ha với lại mấy cái tủ đồ nghề thì có lâu lắm rồi nhưng mà quang dương mới làm thêm cho nó cho nó cho nó gọn cho nó nó rộng với lại nó 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 kín hơn á, thì mình gắn thêm mấy cái liều bên đây nữa đó đó đồ nghệ quang dương ở trên xe quá trời á phạt thì không thùng bắt tùm lum á nói chung là cái gì cũng dục ở đây hết á cho nên bây giờ là clean up đỡ chứ lúc trước nhìn nó ớn lắm kìa bây giờ đằng sau cũng clean up đỡ hết rồi đó thì mới dám quay cho cả nhà coi rồi nhưng mà nhìn vẫn còn không có được sạch lắm OK, mà mình cũng cố gắng làm cho nó sạch sẽ. Như cái nhà kho dưới đằng sau này thì các bạn thấy rồi. Um, thì Quang Dương extend để làm cho nó rộng ra. Um, hôm nay mới mấy bữa nay thì làm cái đằng sau này nó rộng ra thì 10 phía là cái tấm này là cái tấm cái tấm liều dày. Đó là độ nóng trời nóng trời nắng gì đó, nó cũng chịu được đó. Thì mình mới gắn thêm bên đây nữa nè, hai hai cái tấm nữa. Rồi à, mình à, mấy bữa giờ mới gắn thêm à, hai cái hai cái kệ một cái kệ lớn này với một cái kệ nhỏ này nữa là thêm hai cái kệ nữa, lúc trước là có hai kệ bự rồi. Có hai cái dàn kệ bự rồi. Với cái tủ đồ nghề bằng gỗ. Cái tủ đồ nghề bằng gỗ mình để tạm ở đây thôi. Đó, chứ không có dám để cái tủ đồ nghề thiệt. Tủ đồ nghề thiệt tất nhiên là mình có mình mới vừa mua để trong nhà rồi, cái tủ đó là kính rồi, không có dám đem ra ngoài sợ nó mưa nó mục rồi này nọ. Để cái tủ này xài đỡ thôi. Anyway thì uh, Quang Dương mới gắn thêm uh, hai cái uh, hai cái kệ này nữa. Rồi gắn luôn mấy cái uh, mấy cái uh, turb, mấy cái uh, gắn vừa mới gắn thêm hai cái kệ rồi gắn thêm hai cái liều ở đây nữa cho nó che nè. Mà Quang Dương cần phải uh, chưa có xong đâu, chưa xong hết hoàn hảo đâu. Nhìn tạm được thôi. Quang Dương phải gắn thêm một cái cây ngang gì nữa nè, giống như vậy đó để mình có thể cột cái lều cho nó ngay thẳng nếu không mưa nó vô nó giọt hết cho cần thêm một cái cây nữa để cột nó nếu không nó giọt nó có mấy cái hổ mấy cái lỗ hở nó sẽ bị giọt ở đây thì mình gắn tạm đỡ thôi à, thêm hai cái cột hai bên quang dương mua mấy cột này ở, ở lô thôi mấy cột 8 feet nè cột nhỏ vậy thôi coi như nói chung là cột đỡ cái cái canopy cho nó cho nó nó đứng vậy thôi chứ để mình có cái máy che mấy che thang để mình làm việc Rồi bỏ cái bàn ở đó Đó Có cái bàn đó đó Thì bây giờ nhìn cũng ok thôi Nhưng mà con Dương cần phải làm xong cái liều Chắc có thể gắn liều bên đây Với lại đằng sau này nữa nè Cho nó mưa nó không vô luôn Nhưng mà thật sự đằng sau này á Có cái bàn này thôi Mà đồ nghệ này á Thì mưa giọt thì không sao Cũng giống như mấy cái rim mấy cái bánh này nè Mưa vô thì chắc không sao đó mình, Con Dương không có lo Chỉ lo những cái đồ nghệ ở trong thôi um, Thì Ờ ở đây mình cũng treo từng lum đồ đó nè dùng hai cái cây thông này cũng rất là lợi cái nhà hai cái thông này mình có thể treo đồ nè đó rồi mấy tuần cái tuần nay là coi như là phát quan nguyên cái rừng này dãy cỏ ra hết cho nó rộng ra để mình có thể làm việc cái khu này mà không có bị ông đốt hoặc là con này con kia nó bu tới đó rồi Quang dương cả <laughs> nhà biết rồi mấy bữa nay thì Quang dương mới làm sạch cái chỗ này để mà dời cái cái chiếc mô tô qua bên phía bên đây rồi nè đó cái chiếc mô tô lúc trước nó nằm gần cái nhà nằm gần cái nhà nó nguy hiểm quá cái nhà, cho nên uh, quang dương có giờ qua đây, giờ qua đây rồi thì mình cũng phải set đắp cho nó đàng hoàng. thì set đắp như thế nào thì quang dương đã quay cái video cho các bạn coi cái video mà làm xong mà đẩy set đắp cái chiếc mô tô qua bên đây rồi, thì uh, chiếc mô tô đã được che rồi bốn năm cái uh, cái bốn năm cái cover dày luôn á để mà che nó đó, có mấy cái uh, mấy cái tấm che rất là dày, rồi mình phải để cái bàn ở đây sẵn luôn để cái bàn ở đây luôn cái bàn ở đây chủ yếu là người ta người ta đi ngang người ta thấy cái bàn rồi cái bàn này nó có thể che chiếc xe là rủ đâu chiếc xe nó ngã chiếc mô tô mình nó ngã quán dương cũng cột dây nữa nè cho nó chắc luôn á cột dây thần vô cái cây luôn rồi đó để cái bàn ghế đây cái gì ngồi ăn uống chơi gì đó làm việc vậy thôi làm việc ngoài trời vậy nè mà buổi trưa trưa chiều chiều thì nó có thể bị nắng ở đây thôi thì uh, bị nắng chút thì chừng hai ba tiếng thì mình cũng kiếm cái đồ che để che ngăn chỗ này để nắng nó khỏi rọi vô lúc mà mình làm việc ở chiếc mô tô của mình chẳng hạn như là lấy cái liều xanh đó, dựng thêm hai cái cột nó đây nè xong rồi che nó lại rồi nắng nó không chiếu tại chiều ở đây chiếu nắng dữ lắm đó uh, chiếc chiếc uh, chiếc 92 của Quang Dương vẫn còn ngoài À, chiếc này là mình rất là muốn sửa nó cho rò đi à, như vậy thôi Vậy là đã xong nguyên một cái vấn đề à, băng dương à, à, vừa mới coi như gần hoàn thành à, cái cái liều à, làm cho nó rộng ra và vừa mới xong đẩy chiếc mô tô vô tới cái vị trí mà mình muốn để mình làm việc Ok cái nhà vậy thôi quay video cái vài phút gì cho cái nhà coi là quang dương hiện tại đang làm cái gì làm cái gì ở nhà ờ, có gì hay hay đăng lên cho cái nhà coi xem thôi mà chứ không phải khoe nha cái nhà cái này mà khoe cái gì cái này rất là rất là tệ luôn á <laughs> thật sự nói là quang dương cần cái Kara mà nhà quang dương thì không có Kara cho nên nó hả người nhà quang dương cũng cần sắp mua qua thét xịt rồi mua qua đó là phải bắt buộc là phải kiếm cái nhà có Kara cho quang dương rồi nhưng mà mình nó lại không muốn đi tại cái chỗ này là mình đã quen nước quen cái quen ngựa rồi qua bển là phải làm lại từ đầu cho nên quan dương cũng không muốn nữa nó lại gì nhìn cũng gớt lắm rồi mình cũng đòi hỏi gì nhiều lắm đâu mà nếu mà có xây cái carai nữa cũng tốn tiền quá đi cả mười hai chục ngàn gì đâu mà còn cái này cái canopy này quan dương mua hover fly thu có một trăm đồng thôi à một trăm đồng là nguyên cái đó đó tổng cộng đó rồi mình mua thêm đồ này đồ nọ để gắn thêm thì thêm nữa thôi thật sự ở chừng 150 200 là có nguyên cái này mình biu được hết rồi. À, trong dòng Last cũng nó cũng được 3 4 năm chứ rồi nó chưa có hư đâu. Nếu mà mình có thai đi nữa thì 3 4 năm thay lần thôi. Mà nếu mà gắn cái liều mà bằng sắt hay gì đó, cái, cái gọi là cái 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 liều bằng sắt đem ta sửa xe đó, cái đó thôi đó, nó tới nó chạt 3.000 tới 5.000 á. 3.000 tới 5.000 á quan có thể mua cái liều giống dĩa tới 3 4 chục lần lận. 3 4 chục lần mình thay vậy lúc đó mình cũng già chết luôn rồi. <laughs> ok cái nhà Vậy thôi nha à, Chắc nó tới đây là Coi như là à, Quang Dương uh, cũng xong rồi đó Cho cái nhà xem vậy thôi Rồi uh, Ok Vậy gặp hẹn cái nhà một lần sau nha Nhớ đón xem Like, subscribe Like uh, cái video của Quang Dương nha Uh, subscribe hay là share cũng được thì uh, mình bây giờ mình có gì thì gì thôi chứ không đòi hỏi chi nhiều uh, coi như cũng được đi uh. Uh, làm một mình mà thì phải chịu thôi coi như phải làm hết tất cả một mình luôn ok ok cả nhà hẹn cả nhà một lần sau nha chúc cả nhà một ngày vui vẻ uh, hạnh phúc nha và tạm biệt Quân Dương gặp cái nhà một lần sau, bye bye